Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinthành Audio. Hôm nay em sẽ test chim đi Pioneer model là SC56. Dòng này thì nó sẽ có cấu hình rất là khủng nha anh em, tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại, chơi mạch công suất Class D nhưng cho 9 kênh 210W một kênh, là khá là khỏe nha anh em. Và hỗ trợ kết nối HDMI với cái chuẩn là video 3D, chức năng ARC video 4K luôn nha. 8 đầu vào 2 đầu ra, điều khiển từ xa bằng smartphone khi mà kết nối mạng internet. Chơi Airplay không dây. Cổng USB chơi nhập plug quay 192kHz 24bit. Và dòng Pioneer SC56 thì được chứng nhận là TGS, thì chỉ nhận cái thiết bị có thiết kế tiêu chuẩn và trải qua những bước kiểm tra nghiêm ngặt của hệ thống thì mới đạt được chứng nhận này luôn. Rất là nhiều công nghệ đình đám trong chim đi Pioneer SC56. Dòng này thì có điều chỉnh equalizer luôn nha anh em. Và trên smartphone anh em cài về giùm em là cái phần mềm Icon Jona V5 đây. Rồi tại đây thì ta có thể điều khiển từ xa bằng volume nha. Rồi hình ngôi nhà thì trở về. Menu để thay đổi ngõ vào. Rồi một số menu về chế độ âm thanh. Dòng này có chế độ on-set radio thì anh em có thể nghe nhạc bằng tất cả các loa, khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Giờ này thì nó có luôn cái cổng breakout luôn nha anh em có thể sử dụng để làm gia mã DAC luôn, cũng rất là hay. Về công suất ra loa lên tới là 210W nha, vẫn khá khỏe luôn. Và cái giá xuất xưởng của chim đi này khá cao nha, 175.000 yên. Rồi tiếp theo nữa là menu để cài đặt, nó sẽ tương tự như là cái remote nha, hình ngôi nhà. Và phía dưới này thì nó sẽ có một cái menu rất là hay nha, nó gọi là finger equalizer, thì anh em có thể điều chỉnh equalizer khi mà ta kéo lên nha. Thì chút nữa em sẽ thử luôn cho anh em. Hiện tại là em đã kết nối ngõ vào BD Blu-ray là cổng HDMI in từ một cái nguồn phát HD từ bên ngoài. Rồi em sẽ test âm thanh luôn cho anh em. Và dòng này thì nó sẽ có tổng cộng là 6 bộ nhớ nha, và đã cài đặt cho bộ nhớ memory số 1. Anh em sẽ thấy sự khác biệt khi mà thay đổi memory số 1 và số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 nha. Số 1 là hay nhất do đã được cài đặt. Và có những cái chức năng như là điều chỉnh âm thanh kỹ thuật số, khi mà ta tắt mở lên thì âm thanh nó sẽ vượt trội hơn, cũng như là chức năng để điều chỉnh patch chép mỗi on off EQ nha. Và khi mà vào bên trong cài đặt thì em có thể điều chỉnh được equalizer luôn. Và chi tiết sử dụng và cài đặt thì em có thể tham khảo thêm ở trên kênh của em, đã có rất là nhiều video hướng dẫn sử dụng nha. Anh em cứ việc tìm kiếm về Pioneer NLX55-56 nó cũng sẽ tương tự nha. Rồi cổng vào đầu tiên HDMI. Cổng TV. Cổng quang. Dòng này chất âm khá là hay nha anh em. Rồi tiếp theo nữa là thay đổi ngõ vào. Ngõ CD. Chỉnh volume lên. Memory số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 1. Âm thanh kỹ thuật số nha. Rồi anh em sẽ thấy là khi mà tắt mở chức năng âm thanh kỹ thuật số lên thì nó sẽ tăng cường âm sắc rất là hay nha.
nó cũng sẽ tương tự như là cái chức năng là low net. Rồi và như vậy là em đã test ba cái cổng vào HDMI, cổng quang và cổng analog, và tiếp theo em sẽ test luôn cái chức năng để chơi UP. Dòng này thì chơi được nhạc lossless playback luôn nha em. Anh em có thể điều chỉnh từ cái ngõ vào ở trên 5 ly, hoặc là điều khiển từ xa, hoặc là trên cái app smartphone nha. iPod UP, thôi những mũi tên nghe. Lúc này thì nó sẽ đọc cái nội dung bên trong UP nha. Anh em sẽ thấy là ba cái thư mục plug nha. Rồi, học nhạc lossless luôn. Rồi, vặn volume lên. Rồi, bấm qua bài. Bấm qua bài luôn. Stop nha. Rồi tiếp theo nữa là em sẽ test cái chức năng để chơi play. Đây từ YouTube nha. Anh em mở cái những bài nhạc mình lên. Rồi nhạc test loa nha. Rồi nhạc test loa. Rồi bấm mua quảng cáo nha. Agoda, tải ứng dụng Agoda về ngay hôm nay. Stop nha. Và từ cái biểu tượng phát không dây đây, biểu tượng này đây, em nhấn vào và nó sẽ tìm các thiết bị AirPlay và Bluetooth. Nhấn vào thì lúc này nó sẽ hiện ra cái tên của Amply SC-NLS56 nha. Rồi và như vậy là đã được kết nối AirPlay từ chiếc Pioneer NLS56 rồi. Đây và bấm play. Rồi. Rồi dừng lại nha. Và như vậy là chiếc Amply của chúng ta nhận nhiệm vụ là chức năng để chơi AirPlay nha, từ những cái thiết bị iPhone, iPod rất hay nha nè. Đây là nha. Rồi stop nha. Và như vậy là em đã test tất cả những cái chức năng hiện đại của chiếc Amply Pioneer NLS 56, chức năng cộng vào HDMI, video 3D 4K, chức năng chơi cộng quang, cộng analog, chức năng chơi USB và chức năng AirPlay nha. Rồi tiếp theo nữa là em sẽ test các cổng ra loa luôn. Chuyển về cổng Blu-ray. Cổng Blu-ray. Và sẽ test lại nhạc để thử các cổng ra loa luôn cho anh em nha. Rồi sẽ test lại ở chế độ là Stereo nha. Anh em nhấn giùm em nhiều lần là nút Advanced Surround thì nó sẽ tới cái chế độ là Stereo, nghe nhạc bằng tất cả trên loa nha. Hai loa phong nha, tiếp theo nữa là loa center. Rồi loa surround. Loa scratchback. Rồi 7 loa nha, loa hiệu ứng luôn, loa phong hay. Rồi 9 kênh hoạt động ok hết luôn nha em. Đây là cổng HDMI in, cổng PD, anh em có thể lấy tín hiệu từ một cái nguồn phát HD từ bên ngoài, out xuất sang TV. Dòng này thì nó sẽ có luôn cái chức năng ARC, anh em có thể lấy ngược tín hiệu từ HDMI từ Smart TV đi ngược xuống nha, với cái cổng là out control. Và đây là mạng LAN. Ta cắm vào để có thể điều khiển từ xa bằng smartphone và chơi nhạc không dây AirPlay nha. Cổng TV, cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống nè, cổng CD, cổng analog có thể chơi nhạc từ đầu đĩa nha. Và nếu như chúng ta muốn sử dụng chiếc Amply này để làm giải mã DAC thì ở đây nó sẽ có cái khu vực real luôn. Và em sẽ chuẩn bị một cái Amply rồi để test luôn cho anh em nha.
vừa giá mã DAC và vừa có thể điều chỉnh equalizer, chỉnh âm sắc rất hay nha, ngon bộ rẻ trong tầm giá luôn. Rồi đây là cổng phong. Rồi hoạt động ok mọi chức năng hết luôn nha anh em. Builder SC-NLED 56 điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 330W. Dòng này chơi mạch công suất LED nên công suất tiêu thụ điện nó sẽ không lớn nha anh em. Và khi mà công suất âm thanh của chúng ta lớn thì nó sẽ cung cấp đủ nguồn nha. Đó là tính năng của mạch công suất LED năm 2013 nha. Đây số series của nó đây. Phải đẹp long lanh góc cạnh luôn nha anh em. Dòng LED thì nó sẽ có thiết kế một cái phần nguồn cũng như là một cái phần công suất riêng biệt ha, tách biệt với cái phần xử lý tín hiệu luôn. Và đây là căn cảnh mặt trước của máy đây. Máy đẹp long lanh luôn nha, mặt màu đen, phay nhôm màu đen, rất là đẹp. Hai nấm volume và nấm chỉnh vào rất là to nha. Đẹp long lanh không chày luôn nha em, không một vết chày nha. 290W nhân cho 9 kênh và em đã test ra đủ 9 kênh lo luôn. Airplay Plus ARC 3D 4K video 4K luôn. THX nha, chứng nhận THX Dolby trước D, DTS Master Audio đầy đủ luôn nha em. Full chức năng luôn. Và em đã test đầy đủ hết tất cả các chức năng của Jimny Builder NLX 56 nha. Với Jimny Builder SC-NLX 56, dòng âm ly thế hệ đời mới tích hợp có nhiều công nghệ hiện đại, hỗ trợ kết nối Internet, anh em có thể điều khiển từ xa bằng smartphone, chơi nhạc không dây từ những cái thiết bị iPhone, iPod và hỗ trợ kết nối HDMI với cái chuẩn là video 4K, chức năng ARC, video 3D và nó sẽ hỗ trợ là cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV, cổng analog chơi nhạc từ đồ đĩa và đặc biệt là cổng USB, anh em có thể chơi nhạc số, nhạc LED chất lượng cao, anh em có thể sử dụng nó để làm bộ giải mã DAC với cổng Breakout và vừa giải mã DAC và vừa có thể điều chỉnh âm sắc rất là hay. Và với mạch công suất LED nó sẽ cho chúng ta cái công suất khá khỏe lên tới là 210W nhân điều cho 9 kênh loa. Và với cái công suất khỏe này thì anh em có thể lắp thêm vang số vào để chơi karaoke tốt. Với Jimny Builder SC-NLX 56 thì em sẽ bán với giá là 6.500.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.